Buổi sáng xin chào tất cả anh chị em nha. Đây là cây sung mà cách đây khoảng cũng tầm 2 tháng này anh em ạ. Tôi có chuyển dáng cho nó này, chuyển cho nó cái dáng này này. Cái cây sung này thì cũng được tôi đây này, nó lên thẳng này, cắt dập đây anh em này. Thì nó chuyển hướng sang bên này. Từ ngày nhổ nó về thì nó chắc nó cũng được khoảng 5 anh em ạ. Hôm nay thì tay cành của nó đầy đủ rồi này. Tôi chỉ uốn lại một xíu nữa thôi anh em ạ. Những cái này là hiện tượng là chuẩn bị ra quả hết. Đợt này tôi uốn tôi sẽ để lá anh em ạ. Để lá để chơi quả. Khoảng 1 năm thì cắt một cái gốc cái này. Được một cái cây này. Mà nó nắng quá nó không khó nhìn anh em ạ, thông cảm nhé. Để trước khi uốn này cắt lọc anh em. Cái chỗ này nó có hai cái tay bên trong với cái tay này, này. Nó chung nhau này. Bỏ một cành. Cái chỗ này cũng vậy. Từ những một cái cành nó để ra những cái cành cấp này dày dăm đi.
Đây nha, sau một hồi uốn xong rồi này. Nhìn còn lá nó to thì mình nhìn nó vậy. Sau đó mình hãm lại nó nhỏ lại, cây này đẹp.